Tân Phú là địa phương có địa hình trũng thấp, trong đó có nhiều hộ dân sinh sống ở ngoài đê sông Cầu, thường xuyên chịu cảnh ngập lụt. Bởi vậy, khi có chủ trương di rời các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập úng tới khu tái định cư mới, bà con nơi đây đều cơ bản đồng tình. Từ khi mà nhà nước được tạo điều kiện được lên đây đất này thì là được cái làn đường cái sạch sẽ, không lụt nữa, ai cũng vui phấn khởi. Khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập úng xã Tân Phú, nay là phường Tân Phú, có tổng mức đầu tư gần 38 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 3,3 ha, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho 55 hộ dân. Đến nay đã có hơn 30 hộ dân di chuyển đến nơi ở mới và từng bước ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, dù đã di chuyển và xây nhà ở nơi ở mới, nhưng các hộ dân đều chưa được cấp quyền sử dụng đất. Điều này gây khó khăn trong quá trình sử dụng và phát triển kinh tế. Bây giờ đó là xem thế nào giải quyết cho chúng tôi. Đấy. Vì bây giờ làm nhà làm cửa nào cũng phải vay mượn chứ không ấy đâu. Thế bây giờ phải lấy bìa mới vay được tiền chứ không có bìa làm sao vay được tiền. Thêm vào đó, dù hạ tầng cơ bản đã được đầu tư, nhưng khu tái định cư lại chưa được lắp đặt hệ thống nước sạch. Ở đây mỗi nhà khoan một cái giếng, hết cũng tương đối nhiều tiền, có nhà thì gần 30 triệu. Trong khi đó là cái tiền hỗ trợ và ra đây cho chúng tôi là mỗi hộ được 20 triệu vẫn chưa thấy đâu. Chúng tôi đã có danh sách của từng hộ đăng ký sử dụng nước sạch đối với công ty nước sạch. Sẽ cố gắng trong tuần tới, chúng tôi sẽ mời công ty nước về để giải quyết dứt điểm cái khó khăn này. Về vấn đề cấp bìa đỏ cho khu tái định cư này, trách nhiệm của Ủy ban phường Tân Phú chúng tôi đã hoàn chỉnh tất cả những mặt hồ sơ để chuyển lên Ủy ban dân thành phố Phổ Yên tích cực có ý kiến với thành phố để thành phố sớm ký bìa đỏ và cấp cho dân. Để khu tái định cư vùng lũ phát huy hết được ý nghĩa và hiệu quả sử dụng, rất mong các ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết, qua đó góp phần ổn định cuộc sống của bà con nơi đây.